phóng xanh ăn trước, phóng xanh ăn trước cá sau, ok không? Quá trời giờ vậy. Ôi. Bước qua đây xuống được. Giải thích. Dày quá là thế đấy, dày quá là không dày gì, con nằm trên thì không biết nữa rồi. Khỏe lắm, nó dày lắm, nó dày cá nó không bơi được đấy. Rồi, chết.